Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 25 tây tháng 9 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ những cái nội dung sau đây. Thứ nhất là cái tấm chắc 500 đã ký cho con dành cho những ai mà có khai thuế cho năm 2021. Thứ hai là tấm chắc Kali. Cái tấm chắc của Kali này á, là có nhiều người có thể phải đợi đến cuối năm nay mới lãnh được. Đây là cái câu trả lời dành cho những ai mà hiện giờ vẫn đang chờ đợi cái tấm chắc 500, 600, 1.001 của Kali. Thì Ngọc sẽ giải thích vì sao để quý vị tham khảo. Hai cái nội dung này, đây là cái chương trình đã ký rồi, thì Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị trong cái video này. Ngoài ra thì Ngọc cũng xin chia sẻ cho quý vị một số cái thông tin liên quan đến cái dự luật của cái gói 3.500 tỷ và 1.200 tỷ. Thì Ngọc cũng hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách là cho Ngọc xin cái like, comment, share những cái video này, hoặc là nếu như quý vị chưa đăng ký thì Ngọc hy vọng là quý vị sẽ đăng ký ủng hộ. Rồi bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ cái phần đầu tiên liên quan đến cái tấm chắc 500. Và cái tấm chắc 500 này chỉ lãnh được một lần thôi chứ không phải là mỗi tháng. Một lần được 500, và những đối tượng nào sẽ được lãnh cái này? Thì ở đây á là người ta nói rằng là mình phải khai thuế năm 2021 và tính tại cái thời điểm của ngày 31 tây tháng 12 năm 2021. Những em nào tại cái thời điểm này đã qua tuổi 18 rồi. Ok, 18 tuổi thì sẽ lãnh được 500. Nếu như những em 18 tuổi này vẫn là dependent trong hồ sơ thuế của ba mẹ. Ok, đó là đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ hai là những em nào 19 đến 24 tuổi và đi học college full time thì sẽ được một cái tấm chắc là 500. Rồi, những em nào mà có social security number thì cũng gọi là, nếu như mà mình vẫn là phụ thuộc, đối với vị vẫn là phụ thuộc thì được, còn nếu như mà mình đã khai thuế độc lập rồi thì đó là cái câu chuyện khác nữa. Như vậy quý vị có thể là đang so sánh đây là cái chương trình Child Tax Credit, đúng không quý vị? Thì nó cũng đúng nhưng mà nó không có đúng lắm, tại vì đã gọi là 18 tuổi trở lên thì những em này không còn gọi là child nữa, đúng không quý vị? Cho nên là nhiều khi mình nghĩ đó là cái chương trình Child Tax Credit nhưng mà nó không phải, nó là gọi là cái Adult Tax Credit. Thì những cái này á là Ngọc đã nói rồi, và người ta cũng tương tự như vậy, người ta dựa vào cái AGI 75.000 trở xuống cho độc thân, 112.500 trở xuống cho single mom, single dad, head of household, rồi 150.000 trở xuống dành cho những vợ chồng khai thuế chung, có con là dependent. Thì những người con này sẽ lãnh được cái tấm chắc là 500 nếu như mà trên 18 tuổi, 19 đến 24 tuổi là phải full time student quý vị nha. Đó là cái tấm chắc này và nó sẽ sớm đến tay quý vị thôi. Nhưng mà bây giờ thì chưa có quý vị nha. Luật nó có rồi nhưng mà tiền thì chưa về. Rồi bây giờ đối với cái Golden State Stimulus Number 2, cái tấm chắc của Cali 500, 600, 1.001, những ai mà nhận được một rồi thì đợt hai không nhận nữa. Những ai nhận được một và đợt hai, quý vị, tức là đợt một đã nhận 600 rồi và quý vị có con nhỏ dưới 17 tuổi đúng không? Dưới 18 tuổi thì quý vị sẽ lãnh được 500 cho con. Như vậy đợt 1, đợt 2 quý vị cộng lại là 1.001. Nếu như ai chưa nhận được một thì đợt 2 quý vị nhận 600, có con nữa thì cũng được 1.001 luôn. Đó, nhưng mà cái AGI của quý vị phải là dưới 75.000 hoặc bằng 75.000 trong một năm thì mới được. Cái AGI đó quý vị có thể là nhìn vào cái giấy thuế 4 540 của Cali, nhìn vào cái dòng số 17 thì quý vị sẽ thấy cái California Adjusted Gross Income, gọi tắt là CAAGI. Cái dòng này nếu như mà nhỏ hơn hoặc bằng 75.000 thì ok, quý vị sẽ được cái tấm chắc 600 của Cali quý vị nha. Còn những ai mà nhỏ hơn 30.000 thì đã lãnh được đợt 1 rồi. Những cô chú nào SSI thì cũng đã lãnh được đợt 1 rồi thì đợt 2 không lãnh nữa. Chỉ trường hợp nào có con thì lãnh cho con mình 500. Rồi bây giờ Ngọc sẽ giải thích vì sao mà những cái tấm chắc này có thể sẽ tới tay quý vị vào cuối năm và rất là nhiều người nằm trong cái trường hợp này. Bởi vì sao? Bởi vì người ta gửi theo hai phương cách. Thứ nhất á, là cái phương thức là direct
Direct deposit là gửi thẳng vào nhà băng của mình luôn. Và người ta cũng đã gửi ra một đợt là ngày 27 tây tháng 8, đợt thứ hai là ngày 15 tây tháng 9, đợt thứ ba dự kiến là ngày 4 tây hoặc 5 tây tháng 10. Và đợt cuối cùng có thể là ngày 31 tây tháng 10 là direct deposit. Và ngoài ra người ta sẽ gửi bằng những cái tấm chắc gửi về địa chỉ nhà của quý vị. Thì cái lịch gửi của những cái tấm chắc này, quý vị có thể vào cái trang của sở thuế của tiểu bang California thì quý vị sẽ lục ra. Người ta sẽ dựa vào ba cái chữ số cuối cùng của cái zip code của quý vị. Nếu như quý vị có cái zip code mà ba cái chữ số cuối cùng là từ 0 đến 44 thì sẽ được gửi ra sớm nhất. Ba chữ số cuối cùng càng lớn á, thì sẽ càng phải chờ lâu. 0 đến 44 á, là sẽ được gửi ra vào khoảng ngày 6 tây tháng 10 đến ngày 27 tây tháng 10. Và quý vị phải cho phép người ta có 3 tuần để mà tấm chắc này gửi về đến địa chỉ nhà. Như vậy là từ cái lúc ngày gửi đến cái lúc mà mình nhận có thể là 3 tuần, tối đa là 3 tuần ha. Rồi những ai nào mà có cái zip code ending với lại 0452 220 ha, 045 từ 045 đến 220 thì sẽ được gửi ra vào ngày 18 tây tháng 10 đến ngày 5 tây tháng 11. Những zip code nào mà kết thúc với ba cái chữ số dao động từ 221 đến 375 thì sẽ được gửi ra vào ngày 11 tây tháng 1 đến ngày 19 tây tháng 11. 11 tây 1 tây tháng 11 đến ngày 19 tây tháng 11. Rồi những cái chữ số nào mà kết thúc với ba chữ số nằm trong cái khung dao động là 376 đến 584 thì sẽ được gửi ra vào ngày 15 tây tháng 11 đến ngày 3 tây tháng 12. Tương tự như vậy, 585 đến 719 thì gửi ra vào ngày 29 tây tháng 11 đến ngày 17 tây tháng 12. 720 đến 927 thì sẽ được dao động từ gửi ra dao động từ ngày 13 đến 31 tây tháng 12. Từ 928 đến 999 á, thì sẽ được gửi ra vào ngày 27 tây tháng 12, tức là sau Noel nè quý vị, đến sau Tết, tức là năm sau luôn á, tới ngày 11 tây tháng 12. Đó, thì ở đây Ngọc lấy ví dụ cái zip code của quý vị là 92602. 92602 thì nó sẽ nằm trong cái khoảng này. 602 thì nó sẽ nằm trong cái khoảng là 585 với 719 đúng không? Thì người ta sẽ gửi ra vào ngày 29 tây tháng 11 đến ngày 17 tây tháng 12 rồi chờ tiếp 3 tuần nữa. Rồi tiền nó mới về đến tay mình. Đó là cái lịch gửi thôi, còn cái lịch nhận thì quý vị phải chờ thêm 3 tuần nữa. Ví dụ như quý vị là 90201. 90201 thì quý vị sẽ nằm trong cái khung này. Đó, 201 thì nó nằm trong cái dao động là từ 45 đến 220 thì người ta sẽ gửi ra vào ngày 18 tây tháng 10 đến ngày 5 tây tháng 11 quý vị nha. Đó. Rồi quý vị cứ chờ thêm rồi tiền nó sẽ về. Nói chung á là mọi người cũng hỏi Ngọc là vì sao tiền chưa về, thì thật sự Ngọc không trả lời được những cái câu hỏi này mà quý vị phải đợi. Còn nếu như quý vị nôn nóng thì quý vị có thể gọi cái số của Franchise Tax Board của Tiểu bang California để người ta trả lời cho quý vị. Những cô chú nào lãnh SSI thì không nhận nữa, đợt 1 nhận rồi, đợt 2 không nhận nữa. Những cô chú nào mà lãnh SSA thì tùy thuộc vào cái hồ sơ của anh chị, có cái của cô chú có cái earned income hay không, có công việc làm hay không, thì lúc đó người ta mới xét được cho mình, chứ người ta không có dựa giống như là SSI của chú nha. Rồi bây giờ đối với những cái cập nhật liên quan đến cái gói 3.500 tỷ với 1.200 tỷ á, thì có một cái cập nhật nhỏ như thế này. Hiện giờ có 11 thượng nghị sĩ ủng hộ cái tiến trình của Hạ viện về cái nhu cầu thông qua toàn bộ những cái chương trình nghị sự, những cái chính sách, những cái agenda của Tổng thống Biden, bao gồm có cái gói 3.500 tỷ và cái gói 1.200 tỷ, đặc biệt là cái gói 3.500 tỷ. 11 thượng nghị sĩ này nó có trong cái danh sách này luôn quý vị. Trong đó thì Ngọc thấy có Bernie Sanders nè, Elizabeth Warren nè. Đó. Thì đó, những cái người mà chúng ta thấy là Cory Booker là cái người mà đăng tải cái bài này. Rồi người ta giải thích là trong những tuần tới là Quốc hội có cái cơ hội thông qua cái dự luật kinh tế mang tính hệ quả nhất
kể từ những cái lúc mà họ có ra những cái thỏa thuận mới, chúng ta có thể tạo ra nhiều triệu việc làm với cái mức lương cao khi sửa chữa cơ sở hạ tầng đổ nát, rồi giải quyết những cái cuộc khủng hoảng về khí hậu, và cuối cùng là đối mặt với những cái cuộc khủng hoảng lâu nay đang phải đối mặt với hàng triệu gia đình có thu nhập thấp và những gia đình lao động trên khắp đất nước Mỹ. Nhưng chúng ta có thể hoàn thành những cái mục tiêu đó chỉ khi nào chúng ta gọi là stick với lại cái gọi là mình phải đi theo những cái mục tiêu mà chúng ta đã vạch ra, đó là thông qua cái dự luật 1.200 tỷ và 3.500 tỷ, và ở đây người ta nhấn mạnh cái 3.500 tỷ. Nói chung là 11 người này đang thúc đẩy cái quá trình và cũng theo đúng như cái ý của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Nhưng mà cái điều ở đây chúng ta thấy rằng nó không đơn giản như vậy, quý vị, bởi vì không một thành viên của Đảng Cộng hòa nào ủng hộ, và chính thành viên của Đảng Dân chủ hiện giờ người ta cũng đang chờ xem thử nếu như mà thông qua cái gói 1.200 tỷ thì có thể là người ta sẽ ủng hộ cái 3.500 tỷ này. Nhưng mà hiện giờ đặc biệt ông Joe Manchin không biết là ông đứng cái cửa nào, không biết là ổng cuối cùng ổng sẽ ủng hộ, ổng đang hù dọa hay là ổng đang chắc nịch là chỉ khi nào hạ cái giá 3.500 tỷ xuống thì ổng mới ủng hộ. Còn nếu như mà giữ cái mức giá 3.500 tỷ thì quên đi, nó sẽ không thành công. Nói chung là mình cũng không biết, tại vì ổng cũng không có chia sẻ cái chi tiết nội dung như thế nào cho báo chí. Không biết là đằng sau cánh cửa thì họ có những cái cuộc họp kín như thế nào về những cái bàn luận này, chứ còn thông tin từ những cái thông tấn xã thì họ không có chia sẻ những cái thông tin này, quý vị. Họ nói rằng là chúng ta đã bỏ phiếu cho cái dự luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng nè, và cam kết rằng hai phần của cái gói sẽ đi cùng với nhau. Dual track đúng không quý vị? Đó, đi cùng với nhau. Việc từ bỏ đạo luật 3.500 tỷ và thông qua dự luật cơ sở hạ tầng sẽ vi phạm những cái thỏa thuận này. Tức là khi mà họ thỏa thuận thì hai cái đó phải đi cùng với nhau. Nhưng mà nếu như mà bây giờ chỉ thông qua một cái và bỏ cái kia thì những cái thỏa thuận này nó sẽ không là một cái thỏa thuận như thỏa ban đầu. Cho nên là hiện giờ họ đang hối thúc bên Quốc hội sẽ làm sao mà thông qua cả hai luôn. Thì mình chờ xem thử là những cái điều này họ nói nó có thành hiện thực hay không, và những cái tiến trình hay là tiến triển của cái việc là thỏa thuận cho hai cái gói này á, thì có thể là ngày mai, không phải ngày mai mà ngày thứ hai, tại vì ngày thứ hai là cái ngày rất là quan trọng mà chúng ta đang chờ đợi, đó là ngày 27 tây tháng 9, cái ngày cuối cùng mà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói là đến cái ngày deadline này là phải thông qua cái gói 1.200 tỷ. Thì đó là một cái deal mà bà đã thỏa thuận với lại chính thành viên của Moderate Democrats rồi quý vị. Đó, thì bây giờ mình cũng cập nhật như vậy thôi, và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, bình an bên gia đình của mình. Bye bye now.